Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa và bây giờ sẽ là vòng 4 La Liga, trận đấu giữa câu lạc bộ Santa Vigo và Barcelona. Sau ba vòng đấu mở màn Santa Vigo thắng 2 và hòa 1. Trận đấu thuộc vòng đấu vừa qua, đội quân của huấn luyện viên Oscar Garcia để mất 3 điểm đáng tiếc trên sân của Valladolid khi đó là trận đấu mà Santa đã vượt lên dẫn trước ngay trong 45 phút đầu tiên. Về phía Barcelona, tân huấn luyện viên Ronald Koeman có màn ra mắt hoàn hảo với thắng lợi 4-0 trước đối thủ không hề dễ chơi là Villarreal. Qua đó, kể từ thảm hại 2-8 trước Bayern Munich tại Champions League thì Barcelona đang trở lại với 4 trận thắng liên tiếp, trong đó có 3 trận thuộc các giải giao hữu. Tuy nhiên, trên sân của đội bóng khó chịu như Santa Vigo, có lẽ việc giành 3 điểm là tương đối khó khăn với thầy trò quê man. Để cho Luis Suarez ra đi không khiến cho hàng công của gã khổng lồ xứ Catalonia yếu đi. Cụ thể với sơ đồ 4-2-3-1 Barcelona dường như tấn công hay hơn nhiều. Họ đã có hiệp đấu bùng nổ với 4 bàn thắng ghi vào lưới của Villarreal. Đặc biệt tiền đạo Asumane Fati tiếp tục thi đấu tiến bộ bằng cách ghi được cú đúp, ngoài ra Messi cũng ghi dấu ấn với một pha lập công và những gương mặt này sẽ tiếp tục đá chính. Bên phía đội chủ nhà Santa, tiền đạo đã 33 tuổi Iago Aspas vẫn chơi cực hay và ghi bàn đều đặn ở hai vòng đấu đã qua. Mùa giải trước anh cũng có được 14 bàn thắng và là ngôi sao số 1 trên hàng công. Thống kê đối đầu chỉ ra Santa Vigo không phải là đối thủ dễ chơi với Barcelona, đặc biệt họ khi được chơi trên sân nhà nếu như Barcelona đang thắng 4 trên 5 trận đấu đã qua ở các mặt trận thì Santa cũng đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại gần nhất. Và thưa quý vị, tỷ lệ của trận này Barcelona sẽ chấp Santa Vigo một hòa. Tỷ lệ đối đầu đã nói lên rằng Barcelona luôn khó khăn mỗi lần làm khách đến sân của Santa ở 3 lần gần nhất trên sân Balados. Santa Vigo có 2 trận hòa và 1 chiến thắng và với tỷ lệ này thì nên lựa chọn Santa Vigo. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ tài xỉu của trận này là 3 hòa, Barcelona đã có hai trận liên tiếp không thủng lưới, điều này cho thấy hàng thủ của huấn luyện viên Quê Man đã được cải thiện đáng kể. Santa Vigo thường chơi phòng ngự chặt chẽ và đây là trận đấu họ được chơi trên sân nhà. Khả năng cao sẽ không có nhiều bàn thắng ở trận đấu này và dự đoán của chúng tôi cho trận này, Santa Vigo và Barcelona sẽ hòa nhau với tỷ số 1 đều. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và tạm biệt.